Khương xin chào các anh chị em. Hôm nay Khương cũng có đôi lời nói như thế này. Nhiều anh chị em hỏi Khương cái giá kẹp điện thoại như thế này, đặt hàng của Khương mà khi nhân viên giao hàng đến á, các anh chị em thấy sao, ủa sao mà cái cục nhỏ quá vậy, rồi đâu phải giống cái kẹp trong hình của clip anh chụp hình đăng đâu. Thì Khương cũng nói rõ, nhà sản xuất họ ra như thế này, gọn như thế này là để cho đóng hộp cho nó gọn, về nhà các anh chị em gã ra và gáp vào nó sẽ giống như trong hình Khương chụp. Và sẵn hôm nay Khương sẽ làm clip tháo ra gáp sơ trong vòng 1 phút là xong, để cho các anh chị xem và về và gáp theo để nhận hàng của Khương. Mà ủa sao cái cục hàng này nó nhỏ quá vậy anh, thấp quá vậy anh, là không phải như vậy nha. Vì các anh chị em thấy cái thị trường thì cái giá Khương bán lẻ cục này thì cũng có 150 ngàn là giá lẻ thôi, còn giá sỉ thì rất là mềm, nên các anh chị em thông cảm tại sao Khương bán lẻ cái giá 150. Vì cái đường xa vận chuyển và cái giá lẻ bao giờ nó cũng vậy. Ví dụ như anh em mua 5 đến 10 thì nó phải khác thôi. Còn các anh chị em mua giá lẻ thì Khương bán đúng giá chứ không có cao cho các anh chị em nha. Đây là thị trường Khương bán giá lẻ 150 ngàn. Và sau đây Khương sẽ làm clip gáp cho chị em xem, để về các chị em nhận hàng của Khương sẽ thấy cái cục hàng này nó nhỏ quá. Và đây là cái cục hàng của khách ở ngoài tận ngoài Quảng Ninh mua của Khương. Họ cũng ủng hộ Khương thôi, nhưng mà Khương sẽ làm clip mở ra cho các chị em xem. Đây sản phẩm có đi kèm như thế này đây, để về các anh chị em thấy cái hộp nhỏ quá. Nó gồm có 5 món. Nha các anh chị. Một cái điện thoại nè, hai cái điện thoại nè. Một cái để mình gáp vào nè. Khương làm gấp ra chậm nha, rồi mình xoay được 360 độ ha. Tiếp theo đây là một cái tăng đưa, còn tăng đưa dài nữa. Bởi vì các anh chị em thấy sao mà nó nhỏ quá vậy, nhưng mà về khui ra thì các anh chị em sẽ hiểu. Đây là cái đế chân giữ mít cho nó rất là nặng ha. Này Khương khui ra, Khương gấp sẵn rồi, Khương sẽ mở đóng đóng thùng lại cho khách Quảng Ninh. Đây về các anh chị em xoay vào rất là nhanh, không được 1 phút nha. Khương làm chậm đây nè, làm chậm thiệt chậm cho các anh chị em xem. Đây chúng ta thấp, đây chúng ta muốn tăng đưa thì chúng ta tăng đưa cao lên ha. Còn tăng đưa rất là cao thì các anh chị em về các anh chị em tăng đưa nữa. Các chị em rút lên nha. Đó, rút lên. Ví dụ như nó cao quá các chị em hạ xuống thấp một chút vậy nè. Ví dụ như vậy các chị phá lại. Thấp nữa thì phá đây một chút nữa. Thấp nữa thì hạ chút nữa ha. Rồi, ví dụ. Tiếp theo các chị em gắn đây. Dặn vào. Dặn vào cái đầu nha. Nó có găng nè. Dặn vào. Thấy không? Để các anh chị em thấy cái hộp sao nhỏ quá vậy, thực sự là rất là gọn. Khương hạ thấp xuống nữa ha, để cho các anh chị em thấy. Rồi thấp nè. Rồi tiếp tục còn hai cái còn lại. Các anh chị em đẩy vô, mở cái này ra nè. Mở cái này ra cho nó rộng ha, đặng mình lấy vào mình phá lại. Một cái. Để chỉnh bụng cao cao thấy không? Đây, chị thấy ha. Tiếp theo cái này cũng vậy. Các anh chị em xả ra một chút. Đẩy vào cái cốc hai cái đó, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta có thể quay mặt đứng, quay mặt ngang phá lại, quay mặt đứng phá lại, rồi dương cao dương thấp thì tùy ha. Đây dương cao thì rồi như vậy là xong, thì dựng điện thoại hát thôi. Đúng không? Bên này điện thoại ngang phát nhạc. Đây. Thấy chưa? Rất là gọn đúng không? Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem clip cách Khương giả gáp. Và về các anh chị em nhận hàng đừng có thắc mắc sao cục hàng nó nhỏ nha. Thực sự là cục hàng nó đóng gọn như banh lớn đây thôi, trong cái hộp có ba lớn đây thôi, nhưng mà về chúng ta gã ra, chúng ta gáp ra, chúng ta mới thấy nó cao ráo đàng hoàng. Để Khương chụp hình các anh chị em nói không đúng cục hàng, nhỏ quá. Một lần nữa chân thành cảm ơn các anh chị em rất là nhiều đã xem clip Khương tháo gã gáp cái kẹp điện thoại, hai cái điện thoại.